Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ghiền Phim Review. Hôm nay mang tới cho các bạn trọn bộ 12 tập của bộ phim Kodoku no Gumet, Người Sành Ăn Đơn Độc mùa 1. Goro Inogashira là một nhà phân phối nhập khẩu chủ yếu kinh doanh bộ đồ ăn, vì nhà hàng của ông đều là sản phẩm cao cấp. Với lại Goro cũng rất có khiếu thẩm mỹ cho nên ông nhận được rất nhiều đơn hàng. Nhưng ông không có cửa hàng kinh doanh cho nên phải đi đến các nơi trên toàn quốc bàn bạc làm ăn và giao hàng. Cũng chính vì vậy ông có cơ hội được thưởng thức các món ngon của mỗi vùng. Hôm nay ông đến một quán cà phê ở khu vực Kyoto của thành phố Tokyo. Ông hẹn gặp mặt với chủ quán. Bà chủ quán là một người nói nhiều, vừa ngồi xuống đã nói không ngớt lời. Goro lấy chiếc ly nhập khẩu từ Pháp đưa cho bà ấy. Bà chủ quán thấy chiếc ly thì vô cùng hớn hở. Đây chính là mẫu ly hợp với ý bà ấy. Đối phương khen Goro rất có mắt nhìn, hiểu lòng khách hàng. Nhưng Goro có chút khó chịu, ông thấy công việc có mệt cũng không mệt bằng ngồi nghe người khác nói liên hồi. Bà chủ quán còn muốn tìm một sợi dây dắt chó phù hợp với chó cưng của mình, còn muốn mua ổ chó thật xinh. Goro cũng đồng ý tìm giúp bà ấy. Cuối cùng ông cũng kết thúc buổi gặp mặt. Sau đó ông đến một tiệm tạp hóa, ông cũng muốn mở một cửa hàng, cho nên đi vào ngó nghiêng, đồ đạc trong tiệm bày la liệt. Mỗi một chiếc đều rất tinh xảo, nhưng cuối cùng ông vẫn cảm thấy mình không hợp để mở quán. Tiếp đãi khách hàng, bàn bạc giá cả, quá lặt vặt và rắc rối sẽ làm cho công việc của ông trở nên nhàm chán. Lúc này ông đi qua một cái miếu tiện thể đi vào khấn vái. Khấn vái xong ông bỗng cảm thấy bụng đói cồn cao, buộc phải đi tìm cái ăn ngay mới được. Goro cứ hễ đói bụng là phải ăn ngay, không thì rất khó chịu. Sau đó ông vội rảo bước đi tìm quán ăn. Theo kinh nghiệm của ông, muốn tìm những quán ăn mang mùi vị ngày xưa thì cứ vào trong ngõ hẻm. Quả nhiên ông tìm được một quán ăn ở trong con hẻm nhỏ. Hai bên đường đều là các quán ăn mang phong cách khác nhau. Goro nhìn hoa cả mắt, ông đi tới đi lui, bỗng nhìn thấy một quán gà xiên nướng có tên là Suzuki. Goro cảm thấy đây chính là cái duyên, thế là đi vào. Bà chủ quán rất hiếu khách, nhiệt tình mời ông ngồi xuống. Goro hỏi gà xiên nướng có những loại nào. Bà chủ quán nói có gà xiên hành, xiên sụn gà, xiên da gà, xiên mề gà, xiên cánh gà, xiên gan gà và xiên gà viên. Tổng cộng có 7 loại đều là vị nướng muối. Thế là Goro gọi mỗi loại một xiên, bà chủ quán lập tức nướng từng xiên cho ông, nhìn thôi đã ứa nước miếng rồi. Rất nhanh, từng que thịt xiên được bưng lên màu vàng óng ánh, vô cùng hấp dẫn, mùi thơm nước mũi. Goro cầm một xiên lên ăn, cảm nhận được vị thơm thơm của thịt. Ông chưa từng được ăn xiên gà nướng nào lại ngon như vậy. Rất nhanh, 6 xiên nướng đã nằm ngoan ngoãn trong bụng ông, xiên gà viên còn lại là món đắt hàng nhất của quán ăn. Goro cắn miếng đầu tiên, khi nhai cảm nhận được vị thơm vương trên đầu lưỡi, không kìm được nở nụ cười hài lòng. Ăn xong ông vẫn còn thèm thuồng, liền gọi cá thu nướng với túi shinchan. Cá thu nướng trông vô cùng ngon miệng. Goro nóng lòng cắn một miếng, quả nhiên rất ngon. Ông thầm nghĩ lúc nãy khấn vái ở miếu linh nghiệm rồi, thì ra ông khấn vái được ăn ngon. Goro quả là chúa tể sành ăn, ông hoàng ẩm thực, kẻ hủy diệt thức ăn. Còn túi shinchan là một món được chiên qua dầu, lớp vỏ bên ngoài vàng giòn, bên trong có nhân sò điệp và đậu bắp. Goro cắn một miếng, từ tốn thưởng thức, gương mặt khẽ nở nụ cười. Đây chính là hương vị mà ông thích. Ông cảm thấy hôm nay rất may mắn. Lúc này có một vị khách đi đến gọi rượu và 3 xiên gà viên nướng còn có ớt xanh, sau đó thử khách cho gà viên vào trong ớt xanh rồi đưa lên miệng cắn. Tiếng ớt xanh giòn sần sật, nhai rất đã miệng. Goro thấy vậy lập tức giơ tay gọi thêm 2 xiên gà viên với ớt xanh. Sau đó ông cũng bỏ gà viên vào trong ớt xanh, vội vàng đưa lên ăn thử, cảm nhận được mùi vị của ớt xanh và thịt gà hòa quyện vào nhau, thơm ngon vừa miệng, càng ăn càng thích mê. Sau đó ông lại gọi thêm một phần cơm rang, bên trong có cá cơm và ô mai, rắc thêm lá tía tô, trông thôi đã biết ngon tuyệt cú mèo rồi. Goro ăn một miếng cảm nhận ngay được mùi vị độc đáo của món ăn, không kìm được xúc tiếp muỗng nữa đưa lên miệng. Ông nhai chưa hết, đã múc muỗng khác lên ăn, ngon đến không thể ngừng lại được. Cuối cùng ông uống cạn ly trà ô long, cảm giác hài lòng không thể nói lên lời. Sau đó ông vác cái bụng no ra về, ông quyết định lần sau sẽ quay lại đây ăn. Hôm đó Goro đến phố Komagome, khu Toshima, thành phố Tokyo. Ông đến một phòng triển lãm ở gần ga Komagome. Chủ phòng triển lãm là khách hàng quen của ông, đối phương nói mình có một người bạn mở phòng triển lãm cá nhân ở Aoyama vào tháng sau, muốn bài trí một chỗ nghỉ ngơi uống cà phê cho khách tham quan. Cho nên chủ phòng triển lãm nhờ Goro giúp mình thiết kế và chọn bộ đồ ăn phù hợp, còn nhấn mạnh đến ly trà cũng phải được lựa chọn kỹ càng mới được. Goro hỏi tác phẩm của đối phương mang phong cách gì, chủ phòng triển lãm liền đưa tác phẩm của bạn mình cho ông xem. Goro nhìn cũng không hiểu cho lắm, ông liền hỏi muốn tạo ra cảm giác như thế nào. Chủ phòng triển lãm bảo ông cứ làm theo cảm nhận của mình là được, vì ông ấy tin tưởng Goro. Goro cảm thấy đơn hàng này có hơi khó nhằn, cứ hễ vắt óc suy nghĩ bụng ông lại đói. Thế là ông đến bên kia đường tìm quán ăn, ai ngờ đang đi thì bắt gặp một nhóm các cụ đang chơi cờ. Thế là ông lại gần hóng hớt, có một cụ mời ông lại chơi một ván. Thế là ông ngồi xuống, ai ngờ thua liên tiếp mấy ván, làm Goro nhớ đến lúc nhỏ khi chơi cờ với ông nội, Goro đều là người thắng. Nhớ ra mình đang còn cái bụng đói, thế là ông vội vàng đứng dậy rời đi. Sau đó ông rảo bước đi tìm quán ăn nhưng mắc chứng khó lựa chọn. Quán ăn đầy dãy hai đường vẫn không biết ăn cái gì. Ông tình cờ quay đầu thì thấy một quán ăn gia đình, ông quyết định chốt quán này. Ông đi vào trong quán ngồi xuống xem menu, bên trên có ghi combo cá nướng, combo cá kho, combo sashimi với combo thịt. Thực khách bên cạnh vừa ăn cá thu nướng vừa khen rất ngon. Chủ quán vui vẻ bắt chuyện với thực khách 2-3 câu.
Oro hỏi chủ quán nên gọi loại cá nào, chủ quán nói mùa này thì có cá nước ngọt là ngon nhất, nhưng hôm nay quán chỉ có mỗi mình cá thu. Thế là Goro gọi combo cá thu kho, ông cũng gọi món rau củ hầm với canh miso nấm theo gợi ý của chủ quán. Ngoài ra còn gọi thêm món hijiki và rau chân vịt trộn vừng. Lúc này có thực khách ở gần đó đi vào gọi combo cá thu nướng, sau đó lại chạy đi. Rất nhanh rau củ hầm đã được bưng lên, có cà rốt, khoai tây, hành tây, màu sắc cũng rất bắt mắt. Goro nếm thử hương vị của rau củ thơm ngào ngạt. Thực khách bên cạnh nghe xong cuộc điện thoại trở nên vô cùng buồn bã, liền uống rượu giải sầu. Một lát sau anh ấy lại nhận được cuộc điện thoại. Đầu dây điện thoại nào có thể tìm 5 công nhân đến công trường. Thực khách lập tức mặt mày hớn hở, liền gọi thêm chai rượu nữa. Lúc này combo cá thu kho của Goro đã xong, ông nhìn đĩa thịt cá đầy ắp trong lòng vô cùng hoan hỉ. Ông lập tức nhắm tới miếng thịt cá thu béo núc ních, óng ánh lấp mỡ. Ông gắp một miếng lên ăn thử, vừa ăn vừa gật đầu khen ngon, thịt rất đậm đà, không bị bở tơi, ăn thêm miếng cơm phải gọi là đỉnh của chóp. Gắp miếng rau hijiki với rau chân vịt ăn kèm quả thực càng ăn càng nghiện, ăn rồi lại càng muốn ăn thêm. Từng viên nấm đầy ắp trong bát canh miso mùi vị đậm đà ngon khó cưỡng. Lúc này người khách kia cũng đến ăn cơm, chủ quán bưng món cá thu nướng lên, thực khách ăn như hổ vồ, còn Goro cũng ăn hết bát cơm, ông lại gọi thêm một bát nữa. Lúc chủ quán sới cơm cho Goro, thực khách ngồi bên cạnh đã ăn xong combo cá thu nướng, quả thực là đánh nhanh thắng gọn mà. Anh ấy tính tiền rồi lại chạy mất. Goro bắt đầu đánh chén bát cơm thứ hai của mình, một miếng sau một miếng cơm ăn không mang trời đất. Ông càng ăn càng nhanh, hai bên má phồng lên như con sóc. Sau khi lùa đến miếng cơm cuối cùng, ông húp nốt miếng canh vô cùng hài lòng với bữa cơm ngày hôm nay. Bước ra khỏi quán ăn, ông cảm thấy tâm trạng khoai khoái, năng lượng dồi dào. Ông nghĩ lần sau nhất định sẽ quay lại đây thử combo thịt hầm. Hôm đó Goro đến phố Ikebukuro, Futoshima, thành phố Tokyo. Trước đây ông thấy Ikebukuro có chút cổ xưa, bây giờ ông lại thấy nơi này phát triển rất nhanh. Đang đi trên đường, ông nhận được tờ rơi quảng cáo, người phát tờ rơi còn giơ ngón cái với ông. Goro vội vàng bỏ đi, ông đến công ty bất động sản, cô quản lý hỏi ông là ai. Kết quả một cô nhân viên đi tới nói là mình hẹn Goro tới. Cô quản lý trách nhân viên không nói trước có khách đến. Cô nhân viên dẫn Goro tới phòng mô hình, nói muốn làm nơi này trở nên lộng lẫy hơn, nhờ Goro giúp họ chọn bộ đồ ăn cao cấp. Lúc này nữ quản lý lại gọi nữ nhân viên ra ngoài phê bình một trận, trách cô ấy không thông báo trước. Sau đó Goro cho cô nhân viên xem sản phẩm của bên mình, đối phương thấy những chiếc ly này rất xinh xắn đáng yêu. Cô ấy cười nói không ngờ những chiếc ly thủy tinh đáng yêu như vậy lại được bán bởi một người có gương mặt hung dữ như anh Goro đây. Goro cũng cười trừ, ông thấy cô nhân viên này cũng rất đáng yêu. Sau đó ông đến siêu thị mini mình thường hay mua đồ, mua rất nhiều đồ ăn vặt, nước ngọt và đồ dùng cá nhân, chiếc rổ được chất đầy ắp. Sau khi mua xong, Goro ngồi ở bên đường uống một lon nước dừa, uống một miếng cảm thấy rất thoải mái. Ai ngờ quay đầu lại thì nhìn thấy người phát tờ rơi lúc nãy, Goro vội vàng rời đi. Sau đó ông đi xem một căn phòng, ông muốn thuê văn phòng ở Ikebukuro vì văn phòng hiện tại của ông có chút nhỏ. Nhưng căn phòng này lại quá rộng, nhưng hiện tại chỉ có một mình ông điều hành công ty. Môi giới nói rằng muốn phát triển công ty thì sau này nhất định sẽ phải tuyển thêm người. Thế là Goro không kìm được ảo tưởng cô nhân viên xinh đẹp lúc nãy trở thành thư ký của mình. Anh ngờ quay đầu lại thì thấy cô quản lý khó tính, ông giật nảy mình. Quay trở về hiện tại, môi giới nói căn phòng này rất hot, bảo Goro mau chốt nó, ai ngờ cơn đói ập đến bất ngờ, một khi đã đói rồi thì những việc khác dẹp sang một bên. Ông không nói lời nào, liền rời đi tìm quán ăn, ăn phải nói là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời ông. Ở gần đó có rất nhiều quán đồ chung, hôm nay ông muốn ăn món chung. Nhưng ẩm thực Trung Hoa vô cùng phong phú, ông không biết nên chọn thế nào. Kết quả đang đi, ông nhìn thấy quán ăn có tên ẩm thực gia đình Dương Thị, bảng hiệu có sủi cảo thủ công, bánh bao thủ công và mì đan đan. Goro chọn quán dựa vào trực giác, thế là quyết định đi vào. Vừa vào thì thấy có 3 người khách đang gọi mì đan đan khô. Nhân viên nói món này rất cay nhưng 3 người nói bọn họ từng ăn không có vấn đề gì. Goro xem menu suy nghĩ nên ăn món gì, kết quả ngẩng đầu lên lại thấy người phát tờ rơi. Goro thấy vậy vội đổi chỗ ngồi, sau đó gọi mì đan đan khô cay vừa, còn có một phần sủi cảo chiên. Ông hỏi trộn 3 món là gì, nhân viên trả lời là tàu hũ kỳ, dưa chuột với cà rốt trộn với nhau. Goro thấy cũng khá hấp dẫn, thế là gọi một đĩa. Lúc này có 2 cô gái đi tới cũng gọi mì đan đan khô, xem ra mì đan đan là món được ưa chuộng nhất ở đây. Rất nhanh sủi cảo chiên và trộn 3 món được bưng lên, sủi cảo thì được chiên vàng giòn, ông rót giấm vào bát, cho thêm chút dầu ớt, gắp một cái sủi cảo chấm vào bát, sau đó cắn luôn nửa miếng. Khi nhai miếng đầu tiên lập tức cảm nhận được mùi vị thơm ngon ập đến, lớp vỏ giòn rụm, phần nhân bên trong mềm dẻo, ông không kìm được mà nở nụ cười thỏa mãn, còn trộn 3 món cũng rất bắt mắt. Ông gắp một đũa lên thưởng thức, mùi vị chua cay mặn ngọt vừa miệng, còn 3 anh khách bên cạnh cũng đụng đũa ăn mì đan đan, ai nấy ăn cũng phải hít hà nhưng càng ăn lại càng đã. Rất nhanh mì đan đan của Goro cũng được bưng lên, một đĩa đầy ắp mì có màu đỏ của ớt, có màu xanh của rau, nhân viên nhắc ông trộn đều lên rồi hãng ăn. Thế là Goro trộn đều đĩa mì, mỗi một sợi mì đều thấm đẫm nước sốt, sau đó ông nóng lòng gắp mì lên thưởng thức, cảm nhận được mùi vị vô cùng đầy đủ, cũng không quá cay, sau đó ông gắp ăn liên tục. Nào ngờ đâu vị cay ập tới bất ngờ, cay đến nỗi mặt ông đỏ lên, ông vội vàng uống ngụm nước, kết quả phát hiện lưỡi tê tê không còn cảm giác gì nữa. Nhân viên nói đó là do hồ tiêu, món tứ xuyên đều cho rất nhiều hồ tiêu.
Nghe xong ông vẫn tiếp tục xì sụp ăn mì, ăn từng đũa này tới đũa khác, không thể dừng lại được. Vị chua cay mặn ngọt của món mì này hoàn toàn chinh phục được ông. Ông rất vui vì chọn đúng quán ăn này. Rất nhanh đĩa mì của ông đã hết sạch, ông vẫn còn có chút lưu luyến. Sau đó ông đứng dậy tính tiền và rời đi. Ông quay đầu nhìn và nghĩ nhất định lần sau phải đến đây ăn tiếp. Ăn là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người, cho nên mới có câu có thực mới vực được đạo. Ăn mới có sức học tập và làm việc, ăn mới có thể thưởng thức những mỹ vị ở trên đời. Hôm đó Goro đến thành phố Urasazu của tỉnh Chiba. Ông thấy đất đai ở đây rộng rãi, không tấp nập xô bồ như những nơi khác. Ông đến một khách sạn mang phong cách phương Tây, nơi này thường tổ chức hội nghị và lễ cưới, bài trí rất giống với cung điện. Nữ quản lý ở đây dẫn Goro vào bên trong hội trường, nhờ ông góp ý cho những bộ đồ ăn, vì Goro từng giúp các chi nhánh khác trang trí hội trường. Khi đi vào, Goro nhìn thấy có một cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Thấy dáng vẻ hạnh phúc của họ, Goro cũng cảm thấy vui lây. Ông bỗng nhớ đến bạn gái cũ của mình. Bạn gái cũ của Goro là một nữ diễn viên, lúc đó đang ở Paris. Bạn gái muốn kết hôn rồi định cư ở Paris, từ bỏ nghiệp diễn. Nhưng Goro không muốn bị hôn nhân trói buộc, ông thấy mình không hợp lấy vợ cho nên rất lưỡng lự. Thế là bạn gái đùa với ông rằng xem ra anh không có dũng khí trở thành tình địch với fan nam của em. Anh đã bỏ lỡ cơ hội được thấy nữ diễn viên nổi tiếng mặc váy cưới trước mặt anh. Bạn gái rưng rưng nước mắt, vô cùng đau lòng. Nhưng đến cuối Goro không đồng ý kết hôn, cuối cùng bỏ lỡ mối tình này. Đến nay nghĩ lại cảm thấy tiếc hùi hụi, mà lúc này bụng ông đói cồn cào, ông buộc phải đi tìm cái ăn ngay mới được. Xem ra trong mắt Goro tình yêu không quan trọng bằng đồ ăn. Ông đi trên con đường lớn nhìn ngang liếc dọc cũng không thấy có quán ăn nào. Ông đi sang một con đường khác bỗng nhìn thấy một quán cà phê. Ông chốt ngay quán này. Goro đi vào quán cà phê nhìn menu có shiyuokai oden. Nhân viên nói món chính ở đây có shiyuokai oden, gân bò sốt cà chua, lòng bò hầm rau củ. Cô ấy còn nói quê mình ở Shizuoka, cho nên lúc mở quán đã nghĩ ngay đến món shiyuokai oden. Chả cá cũng được nhập từ Shizuoka, mùi vị rất chính thống. Thế là Goro gọi shiyuokai oden, ông chọn trứng gà củ cải với bánh cá khoai nưa, tiếp đó còn gọi tả bẹ cuộn cá hấp với đậu phụ rán. Ông nhìn sang bàn bên cạnh có ấm trà rất đẹp, đó là trà hoa, đóa hoa bên trong sẽ từ từ nở ra, thế là Goro gọi một ấm. Ông như đứa trẻ tò mò mà ngắm nghía, bông hoa bên trong từ từ nở ra, Goro ngửi thử, mùi thơm lập tức xộc lên mũi. Rất nhanh món ông gọi đã được bưng lên, shiyuokai oden có hơi đen nhưng nhìn cũng không đến nỗi nào, bên trên còn được rắc thêm rong biển khô với bột cá ngừ, đây là món shiyuokai oden chính cống. Cầm một xiên bánh cá khoai nua lên miệng cắn, mùi vị đậm đà, còn có chút dai dai, độ thơm ngon phải nói là đỉnh của chóp. Ăn cơm với shiyuokai oden rất hợp với nhau, thêm miếng canh cho ấm bụng, chiếc bụng của ông không còn réo lên nữa. Sau đó ông ăn đến trứng gà, ông xắt đôi quả trứng gắp một miếng lên ăn, mùi vị khiến ông rất hài lòng, ông nhanh tay ăn nốt nửa còn lại. Lúc ông đang ăn ngon lành, một cô bé đến mua đồ ăn mang về, gọi 3 xiên gân bò, củ cải, xúc xích, 5 phần chả cá, còn có cuộn tảo bẹ với cá khô nướng. Cô bé trả tiền rồi vui vẻ mang thức ăn ra về. Còn Goro cũng giơ tay gọi xiên gân bò, ngoài ra còn thêm một quả trứng, một bát canh, một bát cơm. Goro quả thật phàm ăn, dù ông ốm nhom như vậy nhưng ông ăn nhiều gấp đôi người thường. Rất nhanh xiên gân bò của ông được bưng lên, màu sắc vô cùng bắt mắt. Goro cầm một xiên lên ăn, miếng gân lập tức nát ra trong miệng. Goro vô cùng hài lòng, chỉ 2-3 phát đã ăn hết một xiên. Ông ăn đến củ cải ngâm, sau đó lần lượt từng món trên bàn đều được ông đưa hết vào miệng. Cuối cùng ông bỏ cả quả trứng vào miệng, ăn uống no nê xong Goro tràn đầy năng lượng, không ngờ ở đây lại có thể thưởng thức được đặc sản của vùng Shizuoka. Tác giả truyện tranh viết nên bản gốc của bộ phim này cũng đến đây ăn thử, ông ấy tên là Kusumi. Đương nhiên cũng là dân sành ăn rồi. Món shiyuokai oden nằm ở các khay khác nhau, ông gọi bánh cá khoai nưa với củ cải, còn có món cá voi không có trong menu, chính là da cá voi được phơi khô sau đó đem đi chiên. Kusumi nhấp một ngụm rượu sau đó ăn một miếng shiyuokai oden, cuối cùng biết được vì sao ông ấy lại sáng tác truyện Người sành ăn đơn độc rồi. Hôm đó Goro đến khu Suginami, thành phố Tokyo để đi gặp bạn. Đi trên con đường yên bình, ông cảm thấy rất khoan khoái, hai bên đường đều là quán ăn nhỏ. Nhưng Goro hiện giờ không muốn ăn vì gần đây ông rất buồn. Buồn vì có khách trả lại hàng, buồn vì hàng của khách đến muộn mất một tuần. Mặc dù Goro đã nói hàng có thể sẽ đến muộn nhưng khách hàng vẫn không chịu, bắt Goro phải miễn phí đơn này mới chịu. Goro tổn thất không ít, ông vô cùng buồn chán vì chuyện này. Lúc đi ngang qua một miếu thờ, ông đi vào khấn vái, vận đen mau mau đi qua, sau đó đến điểm hẹn gặp bạn. Ai ngờ bạn ông chạy đến, nói còn có chuyện gấp phải làm, hẹn gặp lần sau, sau đó rồi chạy mất. Goro buồn bã đi dạo xung quanh, tình cờ nhìn thấy một khu câu cá, một tiếng 700 yên. Goro trả tiền một tiếng rồi ngồi ở đó câu cá. Nhưng ông cầm câu một lúc lâu cũng chẳng có con cá nào, càng lúc càng nóng vội. Ông cụ đứng bên nói nóng vội như vậy nhất định không câu được cá. Con người mà, dục tốc thì bất đạt. Goro nghe những lời này suy nghĩ cũng thoáng hơn, ông ném hết mồi xuống hồ cho cá ăn. Nhìn thấy từng đàn cá đớp mồi, ông bỗng cảm thấy bụng đói cồn cào, buộc phải đi tìm cái ăn ngay mới được.
Ông ngẩng đầu nhìn thấy khu câu cá còn có một quán ăn, ông quyết định ăn cơm ở đây. Còn ông cụ lúc nãy cũng ở đây. Ông ấy nói vui với buồn đều thấm sâu vào người. Tâm trạng lúc nãy của anh đến cả con cá còn chẳng dám lại gần. Goro nghe thấy cũng có đạo lý. Sau đó ông gọi một phần donburi trứng với mì udon xào. Ra nhà món ăn của ông đã được bưng lên, Goro nhìn đĩa mì udon hương sắc đầy đủ, không kìm được mà gắp lên ăn. Mùi vị vô cùng thơm ngon. Ông vừa khen ngon vừa gắp từng đũa mì lên ăn. Gương mặt dần nở ra nụ cười vui vì lần này lại chọn đúng rồi. Sau đó ông ăn tới món donburi trứng, gồm có trứng gà, hành tây và cơm. Goro đã lâu rồi không ăn donburi. Ông gắp một miếng ăn thử, trứng gà tươi ngon, mùi vị vô cùng đặc trưng. Cảm thấy mùa đông này ăn donburi là hết ý. Sau đó ông ăn lấy ăn để, ông lại còn ăn mì udon với cơm. Mì ăn cùng với cơm quả thật là một sự kết hợp độc đáo. Ông ăn miếng củ cải ngâm, mùi vị thanh mát thơm ngon, húp thêm miếng canh miso cho ấm bụng. Rất nhanh ông đã sạch sành xanh mì udon với đĩa donburi trứng nhưng ông ăn vẫn chưa đã. Quay đầu nhìn thấy có món bánh nếp, ông thấy mình vẫn còn bụng ăn thế là gọi thêm một phần. Ông cụ lại nói bánh nếp rất ngon, sao giờ nhìn anh khác với lúc nãy vậy. Lúc này bánh nếp của ông được bưng lên, bên trên có đậu đỏ, bánh nếp trắng trắng chỉ mở dưới. Goro dùng muỗng nhỏ nếm thử, mùi vị quả nhiên rất trinh cống. Ông cắn miếng bánh nếp dai dai dẻo dẻo vừa thơm vừa ngọt. Rất nhanh bát bánh nếp đã nằm ngoan ngoãn trong bụng ông. Trước khi rời đi, Goro hỏi ông cụ hôm nay câu được mấy con cá. Đối phương nói hôm nay thất thu, nói cuộc đời luôn có lúc không được như ý. Lúc rời khỏi quán ăn, Goro cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ông quay đầu lại tình cờ thấy vị khách hàng chửi ông hôm qua đang chơi đùa cùng con gái. Nhìn dáng vẻ hiền lành dỗ dành con gái của anh ấy khác hoàn toàn với vẻ mặt dữ tợn hôm qua. Khách hàng ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy Goro. Goro chỉ mỉm cười rồi rời đi. Ông thấy con người có mặt tốt cũng có mặt xấu. Hôm đó Goro đến khu Nakano, thành phố Tokyo. Ông chuẩn bị đi gặp khách hàng, sau đó sẽ đi gặp một người bạn cũ. Người bạn cũ đó từng cho ông rất nhiều lời khuyên, nếu không có người bạn này cũng không có Goro của hôm nay. Khách hàng là một bà chủ tiệm spa, bà chủ muốn cải tạo lại cửa hàng đã kinh doanh được 10 năm. Nhờ Goro thêm một vài đồ trang trí cao cấp để khách hàng bước vào cảm nhận được sự ấm áp và thư giãn. Goro hỏi bà ấy muốn đồ trang trí như thế nào, đối phương nói muốn mang hơi thở của Paris, còn nói muốn ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện được thế giới nội tâm phong phú của mình. Goro nghe có chỗ hiểu chỗ không nhưng ông đồng ý lần sau sẽ đem sản phẩm mẫu đến. Sau khi rời khỏi tiệm spa, Goro đang đi trên đường thì thấy có một tiệm bánh ngọt. Ở đó có bán mochi hạt rẻ, Goro đi vào mua một cái, bên ngoài là bột nếp, bên trong là hạt rẻ chín, có nhân đen và nhân trắng, nhìn rất chi là xinh xắn đáng yêu. Goro cắn ăn một miếng, mềm mềm, thơm ngon. Ông ngồi ngay tại chỗ ăn hết bánh, sau đó mua 5 cái mochi hạt rẻ đem đi, rồi ông đến cửa tiệm của người bạn cũ. Anh ngờ đi vào thấy một người phụ nữ, Goro sửng sốt, sao bạn mình lại biến thành ra như vậy rồi, đối phương của trách ông, người bạn cũ nói mình đã như vậy vào 3 năm trước rồi, còn nói mình bây giờ rất hạnh phúc. Nói chuyện một lát, Goro đứng dậy rời đi, người bạn cũ nói chuẩn bị chuyển nhượng cửa hàng này cho người khác, sau đó đi du lịch một chuyến còn năn nỉ Goro cho mình ôm ông một cái. Chắc Goro lúc nãy cũng phải sờn gai ốc. Trước khi ra về, Goro còn đưa túi bánh mochi cho đối phương, ông lặng lẽ chúc cho người bạn của mình có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Ai ngờ cơn đói ập đến bất ngờ, buộc phải đi tìm cái ăn ngay mới được. Sau đó ông rảo bước trên đường phố tìm kiếm quán ăn, ngó ngang liếc sau cuối cùng nhìn trúng một quán ăn thịt heo cốt lết. Ông đi vào quán ăn thấy quán ăn nhỏ hẹp đã có 4 người đến trước vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả. Goro không biết nên gọi gà cốt lết hay heo cốt lết, cho nên ông gọi cả combo, vừa có gà vừa có heo. Heo cốt lết lúc này đang nằm trong chảo dầu sôi sùng sục nghe rất vui tai. Rất nhanh combo của ông đã làm xong một đĩa để ắp thịt có màu vàng giòn của thịt, màu xanh của bắp cải trông vô cùng hấp dẫn. Goro dưới nước tương lên miếng thịt đang nóng hôi hổi, sau đó cắn miếng heo cốt lết. Mới cắn miếng đầu tiên đã giòn rụm rụm, nước thịt tứa ra trong khoang miệng, sau đó lại gắp gà cốt lết. Ông nở nụ cười cảm giác tự hào khi lại chọn đúng quán chất lượng. Tiếp đến ông ăn salad, mùi vị rất thơm ngon, ông liền tay gắp từng miếng lên ăn. Lúc này thực khách bên cạnh nói với Goro rằng thịt thăn xào tỏi ở đây rất ngon. Ông nghe thấy vậy lập tức gọi một phần thịt thăn xào tỏi. Người khách kia thấy có duyên với Goro, muốn uống một ly với ông, Goro vội nói mình không uống rượu. Bà chủ quán cười nói với khách rằng anh quá thất lễ rồi đấy. Thế là ông ấy vội cúi người xin lỗi Goro, mọi người đều vui vẻ cười rôm rả. Goro thấy những người này đều là khách quen, chứng tỏ quán ăn này rất uy tín. Lúc này thịt thăn xào tỏi của hai người đã xong, Goro nhìn đĩa thịt thăn thấm đẫm nước sốt. Trong lòng không kìm nổi niềm vui, có lúc nhìn thôi là biết đồ ăn có ngon hay không rồi. Goro gắp một miếng thịt thăn ăn cùng với cơm, hai khóe miệng cong lên, vui như mở cờ trong bụng, thịt có chút cay chút ngọt đậm đà vị tỏi, một miếng thịt một miếng cơm phải nói là nhức nách. Mọi người thấy Goro ăn cơm vui như vậy cũng vui theo. Goro húp nốt miếng canh cuối cùng, cảm thấy bữa cơm hôm nay vô cùng chất lượng, sau đó ông bước ra khỏi quán tay còn vỗ trước bụng căng tròn. Vui cũng đói, buồn cũng đói, mệt cũng đói, hay nhìn thấy đồ ăn cho dù là đã ăn cơm hay chưa đều cũng cảm thấy đói. Thứ đi cùng chúng ta hết cuộc đời này, chắc chỉ có đồ ăn, he he. Hôm đó Goro đến phố Musashino, thành phố Tokyo. Goro cảm thấy nơi này rất hiện đại. Ông đến trước một quán ăn rất hot, hí hửng khi thấy chẳng có ai xếp hàng. Ông nhanh chân lại gọi một phần bánh thịt lợn chiên. Nào ngờ nhân viên nói đến 10 giờ mới bán bánh thịt lợn chiên, hỏi ông có muốn gọi món khác.
Thế là Goro suy nghĩ nên gọi bánh croquette hay là xiên nướng. Ông lưỡng lự nửa ngày trời, cuối cùng quyết định mua cả hai. Ai ngờ đến lúc mua thì đã có một hàng dài người đang xếp hàng, bánh thịt lợn chiên cũng bắt đầu bán, thì ra ông do dự mất rất nhiều thời gian. Goro xếp hàng nửa ngày trời cuối cùng cũng mua được bánh thịt lợn chiên, sau đó đến quán cà phê gặp khách hàng. Đối phương nói với ông rằng anh thấy có ai mang bánh thịt lợn chiên đến gặp khách hàng không? Vậy là anh chưa ăn sáng rồi, vậy anh mau ăn đi. Thế là Goro đành cầm bánh ăn trước mặt khách hàng. Đối phương ngồi một bên miêu tả hình vẽ trên mẫu ly mình muốn đặt, nhưng Goro chỉ mải mê thưởng thức món ngon, chẳng còn hơi sức đâu nghe khách hàng nói cả. Đối phương thấy ông ăn ngon như vậy cũng cầm một cái lên ăn thử. Rất nhanh bánh thì ăn hết, khách hàng cũng ra về. Goro rảo bước trên đường phố, tình cờ đi vào con phố ẩm thực. Ông đi vào một con hẻm, trong con hẻm nhỏ hẹp, trông rất đơn sơ mộc mạc. Bỗng có người gọi ông, nói trên người ông có mùi của do dự, bảo ông hãy vào đây xem. Thì ra đó là một thầy bói. Goro đi vào trong ngồi. Thầy bói nói khi một người nào đó do dự, tầm nhìn sẽ rất hạn hẹp. Goro nói hôm nay tôi quả thực rất do dự. Thầy bói tiếp lời nói, vậy thì hãy nói ra do dự của anh để tôi giải đáp giúp anh. Goro suy nghĩ một lát rồi nói, trưa nay tôi do dự không biết nên ăn gì. Thầy bói nghe xong mặt lập tức biến sắc, liền đuổi Goro đi. Goro thầm nghĩ ăn cơm là việc trọng đại đối với mình mà. Cứ nghĩ đến ăn thì bụng ông lại đói cồn cao, buộc phải đi tìm cái ăn ngay mới được. Thế là ông bắt đầu đi tìm quán ăn. Nhưng ông do dự không biết nên vào quán nào, chứng lựa chọn khó khăn khiến Goro thật khó đưa ra quyết định. Ông nhìn từ quán này đến quán khác nhưng đều do dự không đi vào. Ông đi một vòng mà không biết muốn ăn gì. Cuối cùng ông nhìn thấy một quán ăn có tên cơm trưa và rượu, bảng hiệu có ghi rất nhiều tên món ăn. Cảm thấy ở đây nhất định biết mình muốn ăn gì. Nhưng khi ông xem menu lại chẳng biết nên gọi món nào. Nhân viên tới hỏi ông muốn ăn gì, ông nói phải suy nghĩ thêm. Kết quả khách hàng đến sau đều ăn xong rồi, còn ông vẫn chưa nghĩ ra món. Cuối cùng ông nhìn thấy mì ý sốt cà chua. Dựa vào kinh nghiệm, ông phán đoán mì ý sốt cà chua của quán ăn này sẽ rất ngon, đến cuối ông quyết định ăn món này. Nhưng khi ông thấy món ăn kèm cũng có 4 loại, lần lượt là heo cốt lết sốt gừng, chả thịt, xúc xích thịt heo với xíu mại, thế là ông bắt đầu do dự rồi. Ông quay đầu nhìn thấy bàn bên cạnh có gói xíu mại, cảm thấy mì ý ăn với đồ chung không hợp, thế là đến cuối cùng ông gọi mì ý với chả thịt. Gọi món xong ông thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đầu bếp bắt đầu nấu mì cho ông, rất nhanh món mì ý và chả thịt của ông đã làm xong. Nhìn đĩa mì ý có màu sắc hấp dẫn, ông thấy mình lại chọn đúng nữa rồi. Từng sợi mì thấm đẫm sốt cà khiến người ta ứa nước bọt. Goro nhanh tay xoắn mì đưa lên miệng thưởng thức, sợi mì dai giòn sần sật, nước sốt thịt đậm đà, ngon hết ý. Ông sắt đôi miếng chả thịt, gắp một miếng lên ăn, nước sốt thịt và nước thịt hòa quyện vào nhau, mùi thơm tràn ngập trong khoang miệng khiến cho Goro vô cùng thỏa mãn. Ông húp đến canh miso tươi ngon, không kìm được mà thốt lên khen ngợi. Ông lại giơ tay gọi thêm bát cơm trắng. Ông cụ ở bên cạnh cũng gọi món theo Goro và còn nói với ông, đừng nghe theo chuyên gia, cái này không ăn được, cái kia không ăn được, muốn ăn gì thì ăn nấy, ăn được ngủ được mới là tiên. Khi đồ ăn được bưng lên, hai người dẹp nói chuyện sang một bên bắt đầu chuyên tâm vào ăn và ăn. Một miếng mì ý, một miếng cơm, thêm một miếng chả thịt. Cuối cùng Goro cũng đánh chén hết bữa cơm ngày hôm nay, ông mới nở nụ cười hài lòng. Ông ăn hết 1.150 yên, nữ nhân viên còn đưa cho ông một phiếu giảm giá 70 yên. Goro còn nghĩ bụng thật kỳ bo, sau đó vác cái bụng no căng ra về. Hôm đó khách hàng đến gặp Goro cảm ơn ông đã chọn bộ đồ ăn cao cấp cho giám đốc bọn họ. Sau đó khách hàng ra về còn Goro cũng rảnh rang không có việc gì làm. Ông lái con xe BMW của mình đến khu công nghiệp Kenhin. Lái xe BMW đeo đồng hồ Tia Jihua, còn bạn gái cũ lại là nữ diễn viên xinh đẹp. Xem ra Goro là đại gia ngầm, thảo nào ngày nào cũng ăn sang như vậy. Goro đứng từ xa nhìn khu công nghiệp đang bốc khói, ông cảm thấy đây mới là quả tim, cung cấp năng lượng cho toàn thành phố. Đang đứng nhìn thì bụng ông đói cồn cào, buộc phải đi tìm cái ăn ngay mới được. Nhìn những ngọn khói bốc lên, ông nhớ ngay đến món thịt nướng than, thế là ông quyết định hôm nay làm bữa thịt nướng. Sau đó ông lái xe đến thành phố Kawasaki của tỉnh Kanagawa. Đi trên con phố toàn quán đồ nướng, ông nhìn thấy biển hiệu của một quán đồ nướng cũng khá bắt mắt. Nhưng khi đi vào thì thấy bên trong đã không còn chỗ ngồi, thế là ông đành đi tìm quán khác, miệng lẩm bẩm, thịt nướng, thịt nướng. Nhưng đi một hồi ông lại lạc đường mất, thế là ông nhớ cái biển hiệu lúc nãy, chỉ cần tìm được cái biển hiệu đó sẽ tìm được đường về. Quả nhiên ông cũng tìm đúng đường. Lúc này có hai người vừa mới từ quán ăn đi ra nhiệt tình đề xuất quán ăn này cho Goro, thế là ông đi vào ngồi trước quầy bếp. Trước mặt là cái vỉ nướng cho một người, ông cầm menu rồi bắt đầu do dự vì có quá nhiều món ăn. Cuối cùng ông gọi thịt thăn bò, nạm bò và lòng bò, thêm cơm và dưa muối. Nhân viên bưng bắp cải trộn và chả ô long lên trước cho Goro. Ông thích uống chả ô long nhất, bắp cải được thái sợi mỏng, khi ăn cảm nhận được độ giòn của rau, gia vị nêm nếm cũng rất vừa miệng, thực khách ở bên cạnh đều đang thưởng thức thịt nướng. Rất nhanh thịt thăn bò, nạm bò và lòng bò của Goro đã được bưng lên, món nào cũng rắc một lớp vừng. Goro bắt tay vào nướng thịt, tiếng thịt xèo xèo trên vỉ thật vui tai, mùi thơm nước mũi. Goro lật mặt cho từng miếng thịt, thấy cũng ăn được rồi, ông gắp miếng thịt thăn lên ăn, hai mắt lập tức sáng lên, nước thịt béo ngậy tứa ra trong khoang miệng, ông thỏa mãn khen không ngớt lời. Ăn xong thịt thăn lại ăn tiếp đến nạm bò. Nạm bò là loại thịt ngon nhất trên con bò, khi nướng lên ăn phải gọi là đỉnh của chóp, còn lòng bò thơm ngon, thơm mà không ngấy.
Sau đó ông lại nướng thêm một mẻ thịt mới và còn cho một muỗng tỏi vào nước chấm, rồi gắp miếng thịt nhúng đẫm nước chấm rồi mới ăn, cảm giác mùi vị thơm ngon hơn hẳn. Ông ăn thịt cùng với bắp cải, mùi vị vô cùng mới lạ. Từng miếng thịt nướng còn nóng lần lượt được đưa vào miệng thưởng thức. Ba cái quạt thông gió trong tiệm hoạt động hết công suất. Goro ngó sang đĩa dưa muối mùi vị chua chua giòn giòn, rất hợp với ăn cơm. Sau đó ông uống một ngụm cháo ô long rồi cởi áo vest xuống. Ông chuẩn bị ăn hết công suất. Ông nhìn menu trên tường, giơ tay gọi thêm một phần thịt nướng jingisukan, còn có lá lách bò với bao tử cá tuyết ngâm, còn có bắp cải cỡ vừa. Nhân viên nói cỡ vừa một người ăn không hết đâu. Goro nhìn thấy đĩa bắp cải, ông vội nói vậy cho cỡ nhỏ. Rất nhanh thịt nướng jingisukan, lá lách và bao tử cá tuyết ngâm đã được bưng lên. Goro lập tức bắt đầu đánh chén. Ông gắp miếng bao tử cá lên ăn. Miếng bao tử giòn sần sật, vô cùng thơm ngon. Còn miếng thịt xèo xèo trên vỉ, nước thịt óng ánh, trông vô cùng ngon miệng. Ông gắp một miếng nhúng đẫm nước chấm, mùi vị khiến Goro vô cùng hài lòng. Sau đó Goro bắt đầu ăn lấy ăn để, một miếng cơm, một miếng thịt, càng nhai càng thơm. Nhìn Goro ăn cũng thấy thèm, đến rau nướng cháy khét cũng không thể bỏ. Ông cho thẳng vào miệng. Cuối cùng Goro uống cạn ly trà ô long, cầm khăn ướt lau mồ hôi, ông cảm ơn đầu bếp. Lúc đi ra ngoài còn vỗ trước bụng no căng, ông vô cùng hài lòng rồi rời đi. Hôm đó Goro đi xem kịch, trong lúc xem lại ngủ gật mất. Lúc tỉnh lại ông vội vàng xin lỗi chủ đoàn kịch. Lúc này nhân viên chạy tới nói với ông chủ rằng nữ diễn viên chạy mất rồi, chủ đoàn kịch lại trách mình đã gây áp lực cho nữ diễn viên. Sau đó Goro đi dạo xung quanh Setagaya, thành phố Tokyo. Ông cảm thấy đường phố ở đây rất lộn xộn. Kết quả đang đi trên đường thì tình cờ bắt gặp cô diễn viên bỏ chạy. Ông sợ cô này gặp chuyện nên đã lén lút theo dõi. Cô diễn viên nhìn quán bạch tuộc nướng, Goro cũng không kìm được mà mua một hộp bạch tuộc nướng, rồi ông vừa ăn vừa bám theo người ta. Kết quả lại thấy cô diễn viên nhìn quán thịt cuộn, thế là Goro lại mua một hộp thịt cuộn, kết quả ông mải ăn để mất dấu cô diễn viên. Ai ngờ đối phương bỗng xuất hiện phía sau hỏi ông có chuyện gì. Goro bối rối nói mình là bạn của chủ đoàn kịch, người của đoàn kịch đều rất lo cho cô. Cô diễn viên nghe xong liền òa khóc. Thế là hai người vào quán cà phê ngồi nói chuyện, cô diễn viên mới bình tĩnh lại. Cô ấy nói mình không thể diễn vai chính được cho nên cảm thấy rất áp lực, sợ làm mất mặt đoàn kịch, còn nghi ngờ bản thân chẳng có năng khiếu biểu diễn. Goro tiếp lời lúc nãy ông có xem biểu diễn, nói cô diễn rất hay, đặc biệt là nụ cười rất thu hút. Cô diễn viên nghe xong cũng được an ủi phần nào. Trước khi đi, Goro còn để lại đồ ăn mình mua cho cô diễn viên. Goro thấy mình ăn nói vụng về, không biết nên an ủi người khác thế nào. Kết quả vừa ra khỏi quán cà phê, bụng ông lại đói cồn cào, buộc phải đi tìm cái ăn ngay mới được. Sau đó ông giả bước đi tìm quán ăn, kết quả nhìn thấy một quán có bán okonomiyaki và teppanyaki. Thế là ông đi vào trong ngồi trước một cái tấm chảo lớn. Ông mở menu ra xem thấy có rất nhiều loại, ông do dự không biết nên gọi loại nào. Thì lúc này nghe thấy nhân viên đang gợi ý cho thực khách khác. Khách đến đây thường gọi món số 8, 10 và 16, còn Goro đã gọi số 16. Còn món mì ông gọi mì kiều mạch. Trong món okonomiyaki có cả mì trong đó, gọi xong okonomiyaki, ông bắt đầu gọi teppanyaki. Ông gọi teppanyaki bạch tuộc, sò điệp và hàu. Bạch tuộc thì chọn vị hành bưởi giấm, sò vì chọn vị tỏi nướng, hàu thì chọn vị rau thơm sốt kem. Cô diễn viên lúc nãy cũng thấy đói bụng, thế là ăn bạch tuộc nướng với thịt cuộn mà Goro đã mua cho cô. Khi cô thưởng thức món này, gương mặt lộ ra nụ cười. Đồ ăn Goro gọi đang xèo xèo trên bếp. Teppanyaki nhanh chóng được bưng đến trước mặt Goro. Ông nhìn những đĩa teppanyaki nhiều màu sắc trông vô cùng hấp dẫn. Ông vui như mở cờ trong bụng. Thịt bạch tuộc nằm dưới lớp hành xanh mướt mát. Ông nhanh tay gắp một miếng lên ăn thử. Thịt bạch tuộc thơm ngon không quá dai, còn sò điệp vị tỏi đậm đà được xào cùng với nấm. Nhìn thôi đã biết rất ngon rồi. Goro nếm thử một miếng, miếng sò vừa mềm vừa nhiều nước, còn hàu rau thơm sốt kem cũng thơm nước mũi. Ăn một miếng hàu lập tức cảm nhận được vị tươi của hàu tứa ra trong miệng. Goro vô cùng hài lòng. Món okonomiyaki của ông cũng đã làm xong, thịt ba chỉ phủ thêm lớp mì, trên lớp mì có trứng gà, trên trứng gà có mực và tôm, nhìn từng lớp chồng lên nhau không những đẹp mắt mà còn rất ngon miệng. Goro cầm cái sẻng rồi cắt đôi nó ra, từ phần cắt có thể thấy được topping đầy đủ. Ông gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng thưởng thức, mùi vị thơm ngon đến mức không thốt lên lời. Ông gắp cả một miếng to cắn ngập mồm, từng nguyên liệu hòa quyện vào nhau tạo ra mùi vị thơm ngon tuyệt đỉnh, lập tức chinh phục được vị giác của ông. Goro gắp lần lượt từng món, không bỏ sót đĩa nào, bữa ăn hôm nay vô cùng xứng đáng. Sau khi ra khỏi quán ăn, ông cảm thấy tâm trạng khoan khoái, vô cùng thoải mái. Ông bỗng nhìn thấy diễn viên của đoàn kịch đang tiễn khán giả ra về, còn cô diễn viên cũng cười tươi rạng rỡ. Hôm đó Goro đến khu Toshima, thành phố Tokyo. Khách hàng hôm nay của Goro là một người phụ trách tổ đạo cụ của đoàn phim, nhờ Goro tìm một vài cái đĩa có hoa văn bắt mắt để quay phim. Goro luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, cho nên việc làm ăn mới tốt như vậy. Sau khi gặp khách xong, Goro tản bộ ở bên ngoài. Lúc đi qua một trường đại học, nhìn thấy nhiều cô cậu sinh viên đang tụ tập với nhau, có nói chuyện, có luyện kịch man dài, còn có luyện đọc thơ. Goro thấy vui cũng luyện theo, ai ngờ cơn đói ập đến bất ngờ, buộc phải đi tìm cái ăn ngay mới được. Sau đó Goro tất tưởi đi tìm quán ăn, cuối cùng ông chốt một quán cơm bình dân. Khi đi vào cảm thấy không khí ở đây cũng không tệ. Quay đầu nhìn menu, trên tường có combo cá thu nướng 410 yên, cơm rang 380 yên, donburi, heo cốt lết chiên,
Donburi trứng gà gừng tươi, Donburi tôm chiên giá cũng rất bình dân. Goro nghi ngờ bán như vậy liệu có lãi không, sau đó ông gọi Donburi trứng gà thịt thăn, còn có thịt hầm khoai tây, xúc xích chiên. Ông bỗng thấy salad khoai tây chỉ có 150 yên, thế là ông gọi một phần salad khoai tây. Trên bình nước còn dán giấy nhắc nhở mọi người gọi phần ăn theo sức ăn của mình, tránh cho lãng phí, vì rất nhiều người thấy đồ ăn rẻ mà gọi nhiều. Lúc này có một thực khách đi đến gọi combo đồng xu. Ở Nhật có đồng xu trị giá 500 yên, cho nên mọi combo đồng xu tương ứng với 500 yên. Combo này gồm có heo cốt lết chiên, củ cải hầm, chả cá trứng gà, cơm và canh miso. Lúc này combo thank you của vị khách ngồi bên kia cũng đã làm xong. Combo này gồm có natto, hijiki, thịt gà rán, trứng chiên, cơm và canh miso, tổng cộng là 390 yên. Số 39 trong tiếng Nhật đồng âm với từ thank you, cho nên gọi là combo thank you. Lúc này có hai cô sinh viên đi vào ăn cơm gọi hai phần cơm heo cốt lết. Hai người này hóa ra là sinh viên ở chỗ lúc nãy. Rất nhanh món ăn Goro gọi đã được bưng lên. Thịt hầm khoai tây, salad khoai tây, xúc xích hun khói chiên. Goro gắp một miếng xúc xích lên cắn hết một nửa. Tiếng giòn rùm rụm làm ông rất thích thú. Còn màu sắc của salad khoai tây trông vô cùng bắt mắt và thanh mát. Goro gắp một miếng khoai tây nghiền đưa lên miệng thưởng thức. Sau đó ông ăn đến thịt hầm khoai tây, gắp miếng khoai tây bở tơi đưa lên miệng, cảm giác rất giống mùi vị của mẹ nấu. Ông còn bưng cả bát lên lùa vào miệng, nước dùng rất đậm đà vừa ăn. Goro rất vui vì lần này lại chọn đúng quán, vừa ngon vừa tiết kiệm. Lúc này món cơm heo cốt lết của hai cô sinh viên cũng đã làm xong, hai người vui vẻ thưởng thức món ăn. Donburi trứng gà thịt thăn của Goro đang xèo xèo trên bếp, nhìn thôi đã ngon khó cưỡng rồi, trứng gà kết hợp với thịt thăn phải gọi là đỉnh của chóp. Goro dầm cho lòng đỏ trứng chảy ra, sau đó dưới nước tương, rồi múc một muỗng lớn lên ăn, vừa ăn vừa khen không ngớt lời, miệng ông hoạt động hết công suất. Ông thấy quán ăn nhỏ này còn ngon hơn nhà hàng rất nhiều. Ông húp miếng canh cho ấm bụng rồi lại cầm cả bát cơm lên ăn. Tay ông múc liên thoáng ăn không ngừng nghỉ. Cuối cùng ông húp hết bát canh miso. Gương mặt ông lộ ra biểu cảm vô cùng thỏa mãn. Ông ăn hết 1.030 yên. Goro cũng phải thốt lên quá rẻ rồi. Ông còn tưởng mình đang nằm mơ còn véo mình một cái. Khi đi ra khỏi quán ông quyết định lần sau sẽ đến đây ăn tiếp. Hôm đó Goro đến khu Arakawa, thành phố Tokyo. Lần này ông đến gặp một người bạn. Mỗi lần đi trên con đường quen thuộc này, Goro đều cảm thấy rất vui. Đang đi thì một quán ăn màn thầu chiên đã thu hút ông, sau đó ông đi vào gọi một cái. Bánh màn thầu được chiên với đường nâu nhìn tuy nhỏ nhưng mùi vị vô cùng thơm ngon. Goro cắn từng miếng thưởng thức, cảm thấy mùi vị ngọt thanh không quá ngấy. Sau đó ông mua thêm 20 cái bánh mang về. Ông đến quán của người bạn Masaki, thấy cô ấy đang ăn sandwich. Masaki gặp được Goro thì rất vui vì bọn họ đã 3 năm không gặp rồi. Cửa hàng của Masaki kinh doanh đồ dùng kiểu Pháp, mỗi một sản phẩm đều rất đẹp và tinh xảo, còn trình độ đan len của Masaki ngày càng giỏi. Năm đó Masaki nghe theo lời khuyên của Goro mở cửa hàng này, lúc đầu có chút vất vả nhưng lâu dần cũng có chút thành tựu. Cô ấy rất biết ơn Goro. Gần đây cô ấy còn mở lớp dạy đan len, học sinh đến học nườm nượp. Masaki nói cô rất thích môi trường và con người ở đây, cô ấy đã hoàn toàn thích nghi ở đây rồi. Trước khi đi, Goro đưa màn thầu đường nâu cho Masaki, bảo cô đưa cho học sinh nếm thử. Mỗi lần Goro đi gặp bạn bè, khách hàng đều mang theo đồ ăn. Đúng là ông hoàng ẩm thực có khác. Vừa đi ra khỏi cửa hàng thì ông buồn đi vệ sinh. Ông vội vàng quay lại chỗ Masaki. Ai ngờ cô ấy đã khóa cửa ra ngoài rồi. Goro như ngồi trên đống lửa hớt hải đi tìm nhà vệ sinh, xem ra đi vệ sinh còn gấp hơn tìm đồ ăn. Cuối cùng ông thấy một quán bar bình dân, thế là đi vào hỏi có thể đi nhờ nhà vệ sinh không. Bà chủ quán bảo ông cứ tự nhiên. Cuối cùng Goro cũng giải quyết xong, ông vừa định rời đi thì thấy đồ ăn ở đây cũng ngon, chi bằng ăn ở đây một bữa, thế là ông gọi một phần gà hầm. Rất nhanh gà hầm của ông đã được bưng lên, trông vô cùng bắt mắt. Goro gắp một miếng bỏ vào miệng nếm thử, chất thịt mềm tan rất vừa ăn, ông không kìm được mà ăn liên tục, từ da gà cho đến thịt gà đều rất đậm đà. Rất nhanh bát gà hầm đã nằm gọn trong bụng, nhưng bát gà này chẳng bỏ dính răng, thế là ông gọi thêm món khác. Bà chủ quán nói anh muốn ăn gì thì cứ nói, ông nghe thấy vậy bỗng nhớ đến bánh sandwich mà Masaki ăn lúc nãy, thế là ông gọi sandwich. Bà chủ quán cũng rất nhanh làm xong món bánh sandwich cho ông, vì chỉ có cá thu ướp nên đã làm bánh sandwich cá thu. Bánh lát được nướng trong lò, kẹp cá thu và rau trông vô cùng ngon mắt. Goro sợ có mùi cá tanh, nhưng khi ông cắt miếng đầu tiên mới biết không hề có mùi tanh, với lại mùi vị sandwich cá thu vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên ông được thưởng thức bánh sandwich ngon như vậy, cảm thấy đây là cơ hội hiếm khi có được. Ông uống một ly trà, phải nói là trà rất hợp với bánh sandwich. Rất nhanh ông đã ăn sạch sành sanh đĩa sandwich, Goro cảm thấy vô cùng thoải mái. Ông nhìn xung quanh thấy quán ăn này ấm áp thoải mái như ở nhà vậy, làm ông nhớ đến bà nội ở quê, rồi lại nhớ đến cơm cà ri bà nội làm. Thế là ông gọi một phần cơm cà ri, bà chủ quán còn khen ông ăn được nhiều, Goro chỉ đành nói cũng tạm tạm. Thế là bà chủ bắt đầu nấu cà ri cho ông, món cà ri được làm từ 5 nguyên liệu đã hoàn thành. Goro ăn miếng đầu tiên cảm thấy mùi vị vô cùng thơm ngon khó cưỡng. Ông thấy cơm cà ri ăn lúc nào cũng ngon, với lại ăn với củ kiệu rất hợp, củ kiệu thơm giòn dần sật. Goro múc từng muỗng cơm cà ri ăn lấy ăn để, tấm tắc khen ngon. Ai ngờ lúc này có một ông chủ say rượu đi vào chê quán ăn rách nát, bạn của ông ta mới đi vào xin lỗi rồi kéo ra ngoài. Nhưng ông ta không chịu đi, còn nói Goro là tên khách nghèo khổ mới tới đây ăn món cà ri khó nuốt. Goro mới đáp lại,
Anh sỉ nhục tôi sao? Nhưng không được sỉ nhục cơm cà ri ở đây. Kết quả ông say rượu chửi Goro là tên khốn nạn. Goro gọi ông ta ra ngoài nói chuyện. Bao chủ quán với người mẹ mới quay về của mình lo lắng nhìn theo Goro. Tên say rượu định cho Goro một đấm nào ngờ bị ông khóa tay vặn ngược về phía đằng sau, làm cho ông say rượu đau đớn kêu lên thảm thiết. Sau đó ông ta co giò bỏ chạy chẳng dám quay đầu lại. Goro quay lại quán thưởng thức tiếp món cơm cà ri, bao chủ quán hâm nóng cho ông còn thêm rất nhiều cà ri. Goro lúc nãy cũng tốn nhiều sức nên giờ ăn rất ngon, cảm thấy vị cơm cà ri rất giống mùi vị bà nội từng làm. Ăn xong mẹ của bà chủ quán còn gói số cà ri còn lại cho mang về. Goro chỉ đành nhận lấy, ông cảm thấy người dân ở đây rất thân thiện, ông quyết định lần sau sẽ đến đây ăn tiếp. Hôm đó Goro đến khu Meguro, thành phố Tokyo. Lần này vừa đến đây ông đã đói rồi, ông vào thẳng một quán ăn gọi một phần cơm gà cốt lết. Miếng thịt gà to tổ chảng nằm trên đĩa, cùng với bát cơm trắng, bát canh nóng, tổng cộng hết 500 yên. Goro ăn như hổ vồ vì ông phải vội đến điểm hẹn. Ăn cơm xong ông đến một cửa hàng quần áo gặp cô nhân viên Kiaru. Kiaru được người khác giới thiệu nên mới biết đến Goro, muốn nhờ ông đề xuất cho vài mẫu ghế để khách nghỉ ngơi. Cô ấy muốn chọn mẫu ghế mang màu sắc tương đồng với phong cách của cửa hàng. Goro lập tức hiểu được yêu cầu của Kiaru, đồng thời sẽ tìm cho cô ấy, sau đó tạm biệt đối phương ra về. Goro lên một cây cầu vừa mới vươn vai giãn gân cốt thì cơn đói lại ập đến bất ngờ, buộc phải đi tìm cái ăn ngay mới được. Sau đó ông nhanh chân đi tìm quán ăn thì tình cờ lúc này ông ngửi thấy một mùi thơm nức mũi. Ông lần theo mùi thơm tìm đến tận nơi, quả nhiên phát hiện được một con đường ẩm thực. Có món okonomiyaki, cơm cá chẽm, ẩm thực Okinawa, ẩm thực than nướng, sủi cảo thịt gà Hakata, các loại cơm rang trứng, cơm lươn, muốn gì có nấy. Goro cúi đầu suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định ăn món Okinawa. Ông đi vào một quán ẩm thực Okinawa, thấy bài trí của quán ăn này vô cùng đặc biệt. Ông mở menu ra xem, món nổi tiếng ở đây là thịt heo Okinawa có chút giống thịt kho tàu. Goro gọi món thịt heo nướng muối, cà rốt xào trứng với cơm taco và một ly nước ép dứa gai. Ly nước ép dứa gai được bưng lên trước. Goro uống thử một ngụm, cảm giác như mình đang tắm nắng bên bờ biển. Ý, người đàn ông ngồi bên cạnh không phải là ông Kusumi sao? Trong lúc đợi món, Goro nhìn sang bàn khác, nhìn thấy mỗi bàn đều gọi những món khác nhau. Món ăn vô cùng phong phú. Lúc này thì kho tàu Okinawa của ông Kusumi cũng được bưng lên, nhìn vô cùng hấp dẫn. Nhìn ông ấy ăn thôi cũng đã thấy ngon rồi. Goro có hơi hối hận vì không gọi thịt kho tàu. Lúc này món ăn của ông cũng được bưng lên, thịt nướng muối trông khá hấp dẫn. Thịt lợn vùng Okinawa kết hợp với muối, quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo. Từng miếng thịt đầy đặn, óng ánh lấp mỡ, nhìn thôi đã ứa nước miếng. Goro gắp một miếng đưa lên miệng nhai, lập tức cảm nhận được nước thịt bắn tứ tung trong khoang miệng. Goro gắp từng miếng này đến miếng khác lên ăn, chấm thêm chút muối, lập tức cảm nhận được hương vị đặc trưng của vùng Okinawa. Còn cà rốt xào trứng phải nói là hấp hồn thực khách, thịt hộp lẫn bên trong vô cùng ngon miệng, ăn một miếng là không thể dừng lại. Ông nhanh tay gắp từng đũa đưa lên miệng ăn, món cơm taco có phần nhân của bánh taco Mexico, bên trên có những nguyên liệu của vùng Okinawa. Phần nhân gồm có thịt băm, phô mai, rau sống, sốt cà chua, vân vân và mây mây, nhìn vô cùng bắt mắt. Goro trộn đều đĩa cơm nhưng trộn đều lên rồi lại trông không ngon như lúc nãy nữa. Nhưng khi múc một muỗng đưa lên miệng thưởng thức, tim của ông như đập loạn xạ, tấm tắc khen ngon. Ông bắt đầu múc cơm ăn không ngớt, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Nhiều mùi vị trộn lẫn với nhau như vậy mới là tinh túy của cơm taco. Goro vô cùng tâm đắc vì lần này đã chọn đúng. Rất nhanh các đĩa thức ăn đã sạch sành sanh không còn sót lại gì. Nhưng Goro ăn vẫn chưa đã, bữa ăn sao có thể kết thúc nhanh như vậy. Thế là ông gọi nhân viên gọi một phần mì kiều mạch xương sườn. Nhân viên cũng phải sửng sốt trước sức ăn kinh người của Goro. Mì kiểu mạch xương sườn có hai miếng xương to chà bá, nhìn thôi là biết ngon rồi. Thịt của xương sườn thơm ngon không ấy, Goro nếm thử miếng nước, cảm giác như mình đang ở Okinawa. Sau đó ông bắt đầu ăn mì sùng sụp, gắp một miếng thịt heo đưa lên miệng. Chất thịt như tan trong miệng, chẳng mấy chốc ông đã gặm sạch hai miếng xương sườn, húp sạch bát mì, chán ông nhễ nhại mồ hôi. Nhưng Goro không định kết thúc bữa ăn ở đây, ông gọi nhân viên, gọi một phần kem lạnh, lần này nhân viên cũng phải công phục Goro. Rất nhanh đĩa kem đã được bưng lên, hai viên kem xanh mướt mắt, kèm theo hai thanh Chinsuko trông vô cùng đáng yêu. Goro cầm bánh Chinsuko chấm xuống kem ăn, ông dường như cảm nhận được gió biển đang thổi vào mặt mình. Ăn xong đĩa kem thơm ngon, ông phải công nhận bữa ăn hôm nay vô cùng xứng đáng. Ông hài lòng thở dài một hơi, Kusumi không kìm được mà nhìn ông cười. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Goro quyết định lần sau sẽ đến đây ăn tiếp. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Kodoku no Gumet, Người Sành Ăn Đơn Độc mùa 1. Các bạn có muốn bọn mình ra thêm mùa 2 không? Nếu có thì hãy ấn like và comment mùa 2 phía bên dưới cho bọn mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!